chồng em bỏ em rồi hả? Dạ, chồng bỏ nó, con mới đẻ nó bỏ nó chạy nhà mẹ của nó rồi. Đi đón chồng á thì chồng không thương nữa. Chồng nói là em nhỏ quá, em xấu quá nó bỏ. Cả nhà mình được Duyên Lên Thang đồng hành cùng với đoàn của chị Phượng tặng quà cho bà con người đồng bào miền núi ở nơi đây. Thì được Duyên Lên Thang bắt gặp một trường hợp là thị hữu cả nhà. Trường hợp của em gái, nhìn em gái còn trẻ mà đã có hai đứa con rồi cả nhà mình. Đây là hai đứa con của em nè. Em đang mang con của em trên người của em là nhìn rất là hình ảnh rất là thương luôn. Thì em ấy có lại nói được Duyên Lên Thang là nhà em ấy khổ quá, chồng bỏ rồi. Chồng em bỏ em rồi hả? Dạ, chồng bỏ nó, con mới đẻ nó bỏ nó chạy nhà mẹ của nó rồi. Đi đón chồng á thì chồng không thương nữa. Chồng nói là em nhỏ quá, em xấu quá nó bỏ. Nhà em ở xa không? Không, em nhà em ở trên cầu Đá Bằng á. Em hiện tại thì em đang ở với ai? Em ở với chị, thì mẹ mất rồi 3 năm rồi, thì ba thì lấy vợ bé rồi. Vậy hả? Sao chồng bỏ? Không biết, nó đánh em quá luôn, nó chạy luôn hả? Chồng có uống rượu không? Có chứ. Uống nhiều không? Uống nhiều, ngày nào cũng nhỏ, sáng nào cũng nhỏ. Thì em nói một câu thì nó cũng đạp em, nó chửi em. Thì lúc đó thì em cũng chạy theo chồng á, thương chồng á, em đi nhờ chồng. Bị nó chồng nói không thương nữa. Chồng nói em nhỏ quá. Thì mấy đứa kia thì lấy vợ lớn, bây giờ nó lấy vợ nhỏ, nó không thương. Em có hai đứa con, vậy là chồng của em bỏ. Dạ. Bỏ khi mà có một đứa hay là có hai đứa? Có con này thì con này mới đẻ nó bỏ luôn à, con này nó không bỏ. Con đầu bỏ? Không, con đầu nó không bỏ, con đẻ con này nó chạy nó bỏ. Chạy luôn hả? Dạ. Chạy về nơi sản xuất hả? Dạ, không biết, nó chạy về nhà mẹ của nó. Dạ, cả nhà, cái trường hợp của em đó là đáng thương cả nhà mình. Bây giờ làm công việc về để nuôi con? Dạ, lúc phụng bò mua sữa cho con, uống cháo cho con. Thì thấy có tiền thì mua cháo gói, không có tiền thì nấu cháo cho nó ăn. Rồi có con nhỏ vậy rồi đi nhặt con bò được không? Thì chị ở nhà vợ thì em thì đi lúc phụng bò. Ngày nhặt con bò được mấy bao? Có 2-3 bao, một bao có 10 ngàn. Rồi bán được nhiêu tiền? Thì có 50 thì mua sữa mua cháo cho con ăn. Vậy hả? Thì không có sữa thì uống nước lọc này thôi, không có sữa. Em tên gì? Dạ, em tên Lắm. Tên Lắm? Dạ, Lắm. Lắm? Dạ. Em là người đồng bào Lắc Lây? Dạ, đúng rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 23. 23 tuổi? Dạ. Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? Dạ, lấy chồng em cỡ 16 tuổi á. 16 tuổi? Dạ. Sao lấy chồng sớm vậy? Dạ, con biết quen ở trong mạng á, người ta nói là thương em, bây giờ thương xong rồi người ta bỏ. Chồng của em là người Kinh hay là người đồng bào? Người đồng bào. Ồ, ở cùng làng luôn hả? Không, nó làm ở Phúc Chiến. Chiến? Dạ. Thấy thương quá cả nhà, là thương nhất là mấy đứa nhỏ nè. Này qua đây con, qua đây cho chú hỏi chút xíu coi. Con tên gì con biết không? Con biết nói chuyện không? Không biết. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 5 tuổi rồi. 5 tuổi rồi. Có cho đi mẫu giáo chưa? Dạ, chị cho đi học rồi. Chị ở nhà lo cho con này không à? Tiền đi ăn học mà. Em đâu có tiền đâu mà cho đi ăn học. Em nuôi con này nữa. Khổ vậy đó hả? Ai biểu lấy chồng sớm chị? Dạ, không biết, quen ở trong mạng, quen ở trong Facebook, người ta nói là thương quá. Quen trên mạng mà cũng tin tưởng để mình gửi gắm cả một cái thanh xuân của mình luôn hả? Dạ, người ta nói là thương, có tình cảm thì mình thương, bây giờ có con rồi người ta bỏ. Có con rồi người ta không thương nữa, thì nó chê em nữa, nó nói là em nhỏ quá, em xấu quá, không thương nữa. Cả nhà, nghe em gái chia sẻ thấy rất là thương luôn cả nhà mình. Nhìn em thì nhỏ xíu cả nhà, mà giờ phải ôm hai đứa con nè. Nuôi một đứa con đâu phải đơn giản đâu cả nhà. Mà cái này nuôi hai đứa phải nuôi rất là khó khăn luôn. Là hiện tại là ở với chị. Dạ. Mà chị yêu thương thì chị cũng phụ giúp ha. Dạ, đúng rồi, chị lo cho con này đi ăn học nữa, em không có tiền cho nó ăn học á. Ừ. Dạ, mà đi lúc phụ bò nuôi con này nữa.
nuôi con, nuôi bò, mua sữa, mua cháo cho con. Bây giờ con nè, ăn bén đi học thì cho tiền không. Rồi bây giờ em mong muốn anh giúp đỡ em như thế nào? Thì em không biết nữa, thì mới ăn thương thì em không biết nữa. Nhà còn gạo ăn không? Không, ở với chị thì em đâu có tiền đâu mà mua gạo cho chị, ăn gạo của chị không à, mua bún ngọt của chị không. Em không có tiền được một đồng một xu nào á. Thì đi lúng phương bò có mua sữa cho con này uống. Cả nhà mình nghĩ sao về cái hoàn cảnh của em gái khi mà em gái chia sẻ? Nghe qua cũng rất là xót xa cả nhà. Chồng em lớn tuổi chưa? Dạ. Chồng em năm nay 24 rồi. 24 hả? Dạ, 24 gần 25 rồi sao? Vậy là lớn em tuổi hả? Dạ. Nó sinh năm 99. Rồi em có qua nhà chồng nói với mẹ chồng chưa? Dạ nói rồi mà người ta không thương được, người ta không đồng ý. Mẹ chồng nói làm sao? Mẹ chồng nói là chồng quen quá thì bỏ. Thì em đâu có bỏ chồng được đâu, em thương mà chồng không thương nữa. Rồi hai chồng bỏ nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi, lúc mới đẻ con này ra. Đẻ con này ra nó bỏ luôn. Vừa đẻ xong là bỏ luôn? Dạ. Con này cứ 2 tháng là nó bỏ. Rồi bé này được mấy tháng tuổi rồi? Dạ 11 tháng. 11 tháng là bỏ được 1 tháng rồi. Dạ. Nó đánh em quá trời, nó em ở như nó đánh quá. Nó đuổi về. Không có sữa cho con bú hả? Không. Không có tiền rồi, hồi sáng không có tiền mua thì uống nước lạ. Uống nước lạ hả? Dạ. Trời ơi. Rồi hàng ngày đi nhặt phân bò đấy có mấy chục ngàn rồi, rồi có mua cá, thịt gì cho con ăn không? Không, con mua sữa cho con không à. Không có đủ mua cá, mua cái gì cho con ăn. Con lớn này ăn cùng với bà không? Vậy hả? Rồi nhắm có nuôi nổi không? Dạ, nuôi đại. Không nuôi nổi là tội nghiệp đó nha. Dạ, nuôi đại, cố gắng con, cho con lớn. Rồi bây giờ anh nhận nuôi đứa này đi, cho anh đứa này đi. Không. Em không cho con này đi học rồi, lớn rồi. Anh về anh lo cho. Không, em nuôi đại. Anh lo đầy đủ hơn, tốt hơn. Không. Nuôi đứa thì đỡ cực hơn này. Không. Chịu không? Không. Em không chịu, con của em thì em nuôi chưa. Giờ nuôi không nở là giờ làm sao? Nuôi đại, đi lúc thuốc bò nuôi đại. Nhưng sao là con sống. Mà nhà em có mấy anh chị em? Dạ, 5 đứa chị. 5 người? Dạ. Cũng khổ như nhau luôn hả? Dạ. 5 đứa chị là cung mẹ khác cha. Giờ nuôi không nổi cho anh đứa đi. Không, em nuôi đại. Nuôi đại nuôi không nổi thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Lỡ rồi. Lỡ thì em nuôi con lớn chứ. Bố thì để người ta nuôi thì tuổi con chứ, còn mình để ra mà. Để anh nhận nuôi đứa này cũng được, đứa lớn này nè. Không. Giờ anh cho ăn học đầy đủ. Không. Rồi lâu lâu rồi trở lên cho thăm. Không. Chịu không? Không, không chịu. Con của em thì bên cạnh em. Em thấy tội cho con em hả? Tuổi chứ, không có gì mà ăn thì tuổi thì ở với mẹ chứ. Em không bỏ con được đâu. Thấy thương quá cả nhà. Thì chồng cũng bỏ rồi, thì chồng cũng bỏ cả con cả vợ, thì mẹ cũng bỏ con rồi, thôi tuổi quá. Không có làm như vậy. Ba nó cũng bỏ nó rồi, thì mẹ cũng bỏ rồi. Em không có làm như vậy đâu. Sợ lấy chồng chưa? Dạ. Hối hận chưa? Dạ. Em cũng thế rồi, khổ quá nuôi con một mình á. Rồi ở vậy nuôi con nha, đừng có lấy chồng nữa nha. Dạ biết rồi. Lấy chồng nữa rồi nó quen nó bỏ nữa rồi khổ nữa. Dạ. Trời ơi mấy đứa nhỏ miền núi này cả nhà, chân tay đen thui đen thích mặt mày, tóc tai nè bù xù hết trơn rồi. À, bây giờ anh nói em vậy thì nghe qua câu chuyện thì anh cũng thấy thương. Thấy em còn nhỏ mà giờ ôm hai đứa con về đi nhặt phân bò để nuôi con thì thấy cũng thương cũng tội cả nhà. Trước mắt thì anh không có nhiều, anh tặng cho em 2 triệu nha.
Giờ mua sữa cho con uống. Dạ, biết rồi, mua sữa cho con, mua cháo cho con. Sắm cho mấy đứa nhỏ, mấy bộ đồ nãy em có lấy đồ không? Dạ, em không có lấy, hồi nãy người ta gian hết rồi. Còn đồ ngoài đó đó, em ra em lựa đi. Dạ. Thì hôm nay em gái này là đi qua phía bên đây là nhận quà, tại vì em là ở phía bên kia cả nhà, thì chạy qua đây lấy quà. Tại vì 200 phần quà thì ở khu vực nơi đây thì bà con sinh sống thì cũng rất là nhiều, cũng 170 phần cả nhà. Thì đưa trên lên thang phải lựa những cái hoàn cảnh nào thật sự cần sự giúp đỡ, mình chạy qua bên kia mình phát phiếu cho bà con qua bên đây nhận. Thì hôm nay là có gạo nè, có mì tôm nè, rồi có tiền nữa, rất là nhiều quà luôn cả nhà. Hôm nay là Mạnh Thường Quân cho em bao nhiêu tiền? Dạ em không biết, trong túi nè. Là tiền này ai cho đây? À, Mạnh Thường Quân cho luôn hả? Dạ, hôm nay cô kia cho. Tao lấy tiền ra đếm thì được nhiêu? Bao nhiêu? Nè, cho con này, cho con này. Bao nhiêu? Em không biết tính tiền hả? Em không biết chữ. Không biết chữ hả? Hồi nhỏ không có đi học? Không. Bao nhiêu ạ? Không biết tính tiền luôn. Bao nhiêu? Không biết tính tiền luôn cả nhà. Rồi cho con cầm một tờ đây để con khóc, để anh tính giùm cho. Rồi để đây anh tính giùm cho đây. 20 nè, 40 nè, 60 nè, 80 nè, 100, 120. Wow, nhiều tiền quá, 170 luôn. Rồi đây 100 nữa là 270. Rồi hôm nay được Mạnh Thường Quân tặng cho 270 cả nhà. 270 này là em đi nhặt bao nhiêu ngày phân bò? Em đi lúc phân bò đâu có nhiều nè, đồ ít lắm à, cứ 20-30 à. Tay bế tay bồng, có khi nào mà đi nhặt phân bò mà bồng con theo luôn không? Dạ bận chứ, con này đâu có chịu ở với ai đâu. Trời nắng non rồi, tội nghiệp. Thì cứ sáng thì lốm, thì sáng thì lốm phân bò, thì nắng quá thì nghỉ. Thì để nó ngủ thì đi lốm tiếp, nó không ngủ thì chơi với nó không à. Ngày nào cũng đi nhặt hết là phân bò đó hả? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng đi lốm phân bò à. Không đi nhặt thì con đói hả? Dạ, con đói chưa mua sữa cho con chứ. Tiền đâu mà ra mua sữa cho con. Bé con này đâu có đi rửa chén cho người ta, không có được đâu. Người ta không nhận á, bé con á. Thấy thương quá vậy. Cuộc sống của em bây giờ hiện tại là rất là khó khăn đúng không? Dạ đúng rồi, có một mình em khó khăn lắm. Với chị thì lấy chồng hết rồi. Em có nhà riêng hay là đang ở kế chị hả? Dạ kế chị thì mẹ em đem một cái nhà thì nhà không có ở được đâu. Nhà xây hay là nhà chê? Nhà chê bên này tăng nát giống như này, ở không có được. Tăng nát luôn hả? Dạ. Rồi mấy chị em là ở chung cái nhà của mẹ đưa lại? Dạ đúng rồi. Mới chị lấy chồng thì làm nhà riêng hết rồi. Em ở chung với người chị thứ mấy trong gia đình? Dạ chị cứ thư thì chị em út á, thì cô mẹ khác cha thì nó út. Em là người thứ mấy? Dạ em là cô mẹ khác cha thì mẹ lấy chồng mới thì đẻ em ra. Thì bây giờ cái trường hợp của em á thì vô tình thì anh biết đến thì anh hỏi thăm ha, anh hỗ trợ với ít tiền. Dạ. Giờ có mua thịt, mua cá tươi về cho con, mua sữa ha. Dạ. Rồi á là cái hoàn cảnh của em á, mai mốt á mà anh có tìm tới á thì anh phải liên hệ như thế nào? Dạ liên hệ với chị chứ, số điện thoại của chị á. Có gì là anh sẽ xin số điện thoại của chị em ha. Dạ. Rồi anh tìm tới nhà rồi đặng anh tặng quà ha. Dạ. Thì hôm nay có quà rồi, tí nữa về với ai? Dạ, về với chị. Về với chị hả? Là sự thật là chồng bỏ nuôi hai đứa, dạ, con nhỏ. Dạ, đúng rồi, sự thật là chồng bỏ, em đâu có nói dối người ta đâu. Nói dối công an bắt à? Dạ. Nha. Em nói thiệt là nói thiệt. Em chồng bỏ thiệt mà, em đâu có nói dối người ta đâu. Rồi mai mốt anh tìm tới nhà nha. Dạ. Nhà chia đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhà có bò không? Thì mới chỉ có bò, em không có cái gì hết luôn á. Có cái gì hết hả? Ừ. Nhà có tivi, tủ lạnh gì không? Không, mới chỉ không có tủ lạnh, không có tivi. Thì có bò, có dê chị. Mà mấy, em chị có mấy con bò? Dạ, bò của chị em đâu có đếm đâu, em không có biết. Thì có một mình em thì em ở với chị, em ở kế thôi. Dạ, miễn sao là chị nuôi em cho cơm ăn được rồi. Nhà chị có mấy cái phòng, mấy phòng ngủ? Dạ nhà giống như nhà này mà. Rồi chị có chồng chưa? Chợt có rồi. Rồi ngủ sao? Dạ em ngủ nằm dọn với con á thì mới chị ngủ ở trong nhà.
em cũng cho ngủ. Thì ở làng có một cái nhà nhà sợi á, nhà mẹ để lại, cũng hai chị ba chị ngủ trong đó. Người đồng bào rất lay cả nhà, người đồng bào rất lay thì họ không có ăn học nên họ cũng không có hiểu biết nhiều, nhưng mà em gái nói chuyện rất là dễ thương nha cả nhà. Nói chuyện mà nói nghe qua cái câu chuyện rất là xót xa luôn. Thì bây giờ anh hỗ trợ cho em 2 triệu nha. Rồi tặng cho em ít tiền để cho em có tiền mua sữa cho con nha cả nhà mình. Rồi hôm nay đôi chân lang thang đi mát phát quà cả nhà, thì cũng không có bọc tiền nhiều, cũng chưa có rút tiền á, nên là đôi chân xin phép cả nhà mình là trích quỹ của cô Trần Lê Thanh ở Mỹ ra 2 triệu để tặng cho em gái người đồng bào rất lay chồng bỏ nuôi 2 đứa con. Trước mắt thì mình hỗ trợ cho em có một ít tiền để cho em trang trải trong cái thời gian khó khăn, giai đoạn khó khăn này cả nhà. Con của em 5 tuổi mà không biết nói hả? Dạ nó không biết, nó hay là ngại. Ý là nó biết nghe tiếng đồng bào, tiếng nghe tiếng không biết. Rồi mai mốt về ráng cố gắng ha, nuôi con ha. Dạ. Đừng có lấy chồng nữa nha. Dạ biết rồi. Rồi đây là 10 tờ 200. 10 tờ 200 là 2 triệu anh tặng cho em ha. 1 tờ, 2 tờ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiền đây á, là tiền của cô Trần Lê Thanh ở Mỹ. Dạ. Tặng cho em. Em nhận tiền và gửi lời cảm ơn đến cô Trần Lê Thanh ở Mỹ giùm anh nha. Rồi nhận tiền nè, cầm. Dạ. Cảm ơn các cô, cảm ơn các chị. Cô Trần Lê Thanh ở Mỹ. Cô Trần Lê Thanh ở Mỹ cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe đi. Chúc cô sức khỏe. Rồi tiền này về là mua sữa. Dạ tiền này về mua sữa, mua cháo cho con ăn. Rồi nhận tiền là có tiền là vui ha. Dạ tiền này mua sữa cho con, mua cháo của cho con. À, mai mốt á, nếu mà có duyên có cơ hội anh sẽ quay trở lại tìm kiếm đến nhà em để tặng quà cho em nha. Yeah. Rồi em đứng lên cho anh nhìn cái, nhìn em xíu thôi có cao không? Trời ơi cao quá. Cao quá trời cao luôn cả nhà ơi, có chút xíu à. Em được 1 mét không em biết không? Dạ yeah, không biết. Này chắc chưa được 1 mét luôn quá. Này cả nhà. Xin phép nha, đứng mới tới ngực à, chưa tới ngực nữa. Nhỏ con mà lấy chồng sớm. Ông chồng có to con không? Dạ to con. Cao không? Cao. Cao lắm hả? Dạ. Trời ơi, ông cao to mà ông lấy. Dạ, không biết, không quen ở trên mạng người ta nói là thương mà. Thì em cũng thương cho ông chứ. Nguyên mấy năm mới về ở? Dạ, quen cứ 3-4 tháng thì nó ở với em rồi. Quen 3-4 tháng thôi? Dạ. Rồi ông có hứa hẹn gì không? Dạ ông hứa nói là cô vợ của con thì nó chăm sóc tốt nhất. Bây giờ có con rồi nó có nuôi đâu, nó đánh em quá trời luôn. Nó đâu có chịu mua sữa cho con đâu. Không chịu đi làm là uống rượu thôi. Dạ nó uống rượu. Thì có công việc thì nó đi làm thì mua sữa ông thổ cho con uống. Dạ con này mới đẻ nó uống sữa ông thổ không à. Trời ơi nhìn cái hình ảnh sao thấy thương quá cả nhà ơi. Ông chồng này sao ông khốn nạn dữ vậy trời. Không nuôi thì ông chu cấp tiền nuôi con chứ. Không, nó không đưa luôn, nó không qua thăm con á. Biết nhà nó không? Biết chứ, nhờ nó Phúc Chiến Tập Lá. Nó tên gì? Nó tên hả? Nó tên Hô. Tên Hô? Dạ. Ủa, tên ngộ vậy? Không biết. Đang có Hô mà đặt tên Hô ta? Dạ, không biết mẹ nó đặt hồi nhỏ á, tên Hô á. Vậy thôi anh hỏi vậy thôi, hỏi cho vui á. Dạ. Chứ chồng của em thì cái chuyện tình cảm gia đình thì anh không có muốn dính líu tới. Dạ. Nha. Dạ em rất là thương chồng lắm á, mà chồng không có thương em á. Chồng nó trẻ em nhỏ quá, em xấu quá, nó nói là bỏ em bắt vợ khác làm sao á. Ủa lúc ông bỏ đi rồi có năn nỉ ông không? Năn nỉ chứ, em khóc quá trời luôn á. Năn nỉ thì sao? Dạ em nói là thương chồng thì em nói là ở lại với con á, mà chồng nói là nó bỏ nó về nhà mẹ của nó rồi, nó không thương nữa. Rồi nói là, rồi nói em á, con của em thì em nuôi đi, nó nói như vậy. Trời ơi. Dạ, nó nói như vậy, con của em thì em nuôi đi. Em, anh không nuôi đâu, nó nói vậy. Lấy bỏ đi, vô. Thì cát kìa, quá trời cát kìa. Bỏ đi, bỏ cái đó đi.
Ê chưa? Dạ dạ dạ. Không chịu hả? Bánh đâu, nãy lấy bánh cho con đi, đi giục cái đó đi. Hôm nay nhận nhiều quá, nhiều quà luôn cả nhà. Mình Quân thì cũng nhiệt tình cả nhà mình. Rồi xé bánh ra. Ngồi xuống. Rồi anh này anh cũng bướng lắm à. Nè, bọc đèn, bọc đèn. Nó xem thêm sữa. Rồi, 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 có mua sữa không? Hồi sáng không có tiền mà mua sữa, 10 ngàn, 5 ngàn chưa có. Một ngày mua mấy hộp? Dạ, nghe uống sữa ông thợ 18 ngàn á. À, rồi nấu nước pha hả? Dạ, đúng rồi. Trời ơi. Năn nỉ chồng quá trời luôn mà chồng không chịu về. Em năn nỉ chồng mấy lần? Dạ, 2-3 lần rồi. 2-3 lần rồi. Dạ, em chạy nhờ nó bên đó mà, nhờ mẹ của nó. Em chạy 2-3 lần rồi, nó không thương nữa, nó không nhìn mặt em. Rồi mẹ chồng nó làm sao? Mẹ chồng nó đâu có nói đâu. Thì chồng nói là không có thương nữa. Thì con của em thì em tự nuôi đi, nó nói như vậy. Ừ. Giờ thấy khổ chưa? Hối hận chưa? Hối hận có không kịp nữa, có con rồi thì nuôi đàn. Ừ, thì bây giờ anh có cái món quà là an ủi ha. Dạ. Là tiền của cô Trần Thị Thanh Nam Mỹ ha. Dạ. Thì anh cũng khuyên em nha. Dạ. Thì anh nói em vậy. Thôi mình cố gắng ha. Cố gắng làm ăn nuôi con. Rồi thằng chồng vậy thì mình không đừng cần nữa ha. Dạ đúng rồi. Họ không có tốt mà mình cần chơi đúng không? Dạ đúng rồi, nó quán quá. Nó ăn nhậu quá. Quấn dữ không? Ôi, nó quán, lúc đó nó quán em xương hết luôn cả mặt á. Trời ơi. Nó xương hết luôn, nám hết luôn cả mặt. Em đâu có ăn cùng được, em ăn cháo không à. Ừ. Em nói một câu nó cũng đánh. Em nói hai câu nó đánh quá trời luôn, nó đánh cháy máu luôn. Sao không báo ngoan bắt cái đầu đó đi? Ừ, em đâu có báo đâu. Thì em gọi điện thoại cho chị, nó cũng lấy điện thoại em đập nữa. Ừ. Cả nhà nghĩ sao về cái hoàn cảnh của em gái người đàn bà Đắk Lắk này cả nhà? Và em năm nay 23 tuổi, giờ ôm hai đứa con nè. Thì thôi anh để cho em sắp xếp thời gian là về nấu cơm nước cho con ăn cơm nha. Dạ. Và mai mốt có duyên có cơ hội anh tới nhà anh tặng quà ha. Dạ. Cả nhà đưa cho Lê Thanh cũng xin thay mặt cho em gái người đàn bà Đắk Lắk miền núi. Cảm ơn cô Trần Lê Thanh rất là nhiều. Con xin chúc mẹ có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Thì một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến đoàn của chị Phượng và lặn lội đường xa đến ở đây tặng quà cho bà con, thì cũng rất là vui cả nhà. Tuy rằng hơi nắng chút xíu nhưng mà mình cố gắng thấy bà con vui thì mình cũng vui lây luôn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Cả nhà cảm thấy yêu mến Đưa Chuyên Lên Thang có thể là để lại cho Đưa Chuyên Lên Thang một lượt đăng ký nha cả nhà, để Đưa Chuyên Lên Thang có thêm cái động lực nha cả nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Wow, vừa bồng con vừa đính quà hả? Dạ. Có tiền nữa hả? Dạ có tiền nữa. Bao nhiêu tiền, nhiều không? Chắc được 200 quá. Đây nè. Được 200 hả? Không biết trong này còn nhiêu nè. À. Cho nhiều ghê. Có mừng không? Mừng á. Rồi 200 ngàn này đi nhặt thân bò được mấy bữa? Trời ơi, được 5-6 bữa lận á. 5-6 bữa hả? Ừ. Vui ha. Vui á. Vui như ngày Tết luôn ha. Hơn ngày Tết lắm. Hơn ngày Tết luôn hả? Dạ. Trời ơi, chồng đâu? Chồng. Rồi, chồng đi vô bưng phụ vợ. Nhanh nhanh nhanh. Để nắng. Vui hơn ngày Tết luôn cả nhà mình. Rồi, cảm ơn. Rồi, vui vẻ nha. Nhiều quà quá. Đây cũng mồng con cả nhà. Nhận quà chưa? Nhận rồi. Có nhận tiền không? Có. Nhiều không? Nhiều. Có vui không? Vui quá. Sao không lấy nón đậu cho con? Lấy nón đậu lên. Trời ơi, con bé này cái mặt bị gì đây? Tàn tật từ nhỏ đó. Tàn tật từ nhỏ hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Đây 9 tuổi rồi. Con cho chú quay cái mặt con chút xíu rồi. Dạ bác nhỉ. Trời ơi, không có lỗ tai luôn hả? Không có lỗ tai, không, nó nghe một bên mà, một bên này không nghe. Trời ơi, thấy thương vậy. Ai nhận quà nhận tiền rồi cơm qua. Nhà ở đâu? Ở dưới làng. Ở dưới đó hả? Dạ. Trời ơi, thấy thương vậy. Đi vô mát đây, lấy nấu đậu lên, nhanh lên. Wow, tiền nhiều quá ha. Không có tiền hả? Wow, đi nhận quà mặc đồ đẹp quá ha. Đúng, đẹp dữ. Mạnh Thường Quân cho tiền rồi cho quà rồi quá trời luôn cả nhà ơi.
Có vui không? Vui á. Có mừng không? Mừng. Rồi tranh thủ là con nè. À. Tranh thủ mang bà về để nắng. À. Wow, nhiều tiền quá. Được nhiều không? Bao nhiêu tiền? 100 ngàn. 100 ngàn? Dạ. 100 ngàn thì đi nhặt thân bò được mấy bữa? 100 ngàn thì 3-4 bữa mới có. Mấy bao? Một bao 10 nghìn. Một bao 10 nghìn. Dạ. À, hôm nay được quà, được gạo, được mền, được tiền, được có vui không? Vui. Mừng không? Mừng á. À. Có tiền, có quà nữa. Có tiền về mua thịt ăn nha. Dạ. À, mua thịt cá tươi và ăn bữa cho ngon nha. Dạ. À, rồi cảm ơn nha, vui vẻ ha. Quá trời vui luôn cả nhà, hơi nắng chút xíu nhưng mà không sao cả nhà. Lâu lâu gặp bữa nắng cũng không sao. Ở đây nè, ra đây đi. À, cô chú anh chị Mạnh Thường Quân thì cũng rất là nhiệt tình cả nhà. Wow, nhiều quà quá. Được nhiêu tiền? Chị gái này là không nói được tiếng Kinh đúng không? Có biết tiếng Kinh không? Không biết. Hôm nay có tiền về làm gì? Mua cá tươi ăn hả? Không biết tiếng Kinh cả nhà. Đa phần bà con nơi đây là người đồng bào rất lây miền núi nha cả nhà mình. Có người biết, có người không. Những cô chú chị mà Thường Quân là mặc áo vàng nha cả nhà mình. Đoàn của cô chú chị là đi xe 45 chỗ và có 2-3 chiếc xe đầu phía trên nữa. Wow, nhiều tiền quá. Đi lãnh quà mà mang bóp luôn hả? Để quần em biết. À, biết hôm nay cho tiền là mang bóp theo đựng tiền đúng không? Dạ. À, thôi tranh thủ mang quà giờ để con nắng nha. Dạ. Giờ mua cá tươi ăn nha. Dạ. Chị nhìn lên em chụp. Rồi, anh nói cho Vinh cái dầu với cái bánh ra trước này làm đó là hết đầu tiên. Rồi, tập trung xuống lẹ đi. Nhớ ơi, lại lấy phiếu đi. Cái thằng viên trong đoàn chúng ta không có cho họ đang băng ngang hàng. Tập trung ở đây hết. Tập trung ở đây. Một phần người ta thu phiếu, người nào có thu phiếu là mấy anh chị không có nhận được. Người ta phát cái túi đi lòng nữa, không có túi đi lòng là mấy anh chị nhận quà. Ngồi xuống. Rồi, ở đây là không có nhận phiếu đâu. Ngồi xuống. Người ta không phiếu.